Ngày 25 tháng 12 năm 2012, Công đoàn Cơ quan Ủy ban dân huyện Triệu Sơn tổ chức đại hội lần thứ 21 nhiệm kỳ 2013-2018. Đây là đại hội điểm Công đoàn Cơ sở trên địa bàn huyện. Dự đại hội có các đồng chí đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí Thư Tường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí Thư huyện ủy, Chủ tịch ủy ban dân huyện, đồng chí Lê Thị Luyện, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban dân huyện, lãnh đạo các phòng ban đơn vị cấp huyện, Chủ tịch công đoàn các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện và 138 đoàn viên công đoàn cơ quan Ủy ban dân huyện. Công đoàn cơ quan Ủy ban dân huyện Triệu Sơn hiện có 138 đoàn viên tham gia trinh hoạt ở 14 tổ công đoàn, trong đó nữ 53 đồng chí. Trong nhiệm kỳ qua, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công chức viên chức, người lao động luôn được công đoàn cơ quan ủy ban dân huyện xác định là chức năng quan trọng nhất của tổ chức công đoàn, là nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt trong quá trình triển khai hoạt động. Công tác tuyên truyền giáo dục trong cán bộ công chức viên chức và người lao động được chú trọng phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn thu hút được đông đảo đoàn viên và tổ chức công đoàn tham gia hưởng ứng và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà được các nữ công đoàn viên duy trì và có chất lượng cao. Hàng năm công đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng tới đời sống cán bộ đoàn viên, người lao động. Kịp thời tổ chức thăm hỏi động viên cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người thân của đoàn viên Nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm, ban nữ công công đoàn cơ quan đều tổ chức tọa đàm giao lưu văn hóa văn nghệ, tổ chức hội thi cắm hoa, nấu cơm gia đình, thành lập câu lạc bộ dân vũ thể thao, hưởng ứng tuần lễ áo dài, phối hợp với thủ trưởng cơ quan hàng năm tổ chức tặng quà cho đoàn viên nữ nhân ngày mùng 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10, tặng quà nhân dịp Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Tết Trung thu tổ chức thăm hỏi đồng viên, đoàn viên và người thân đoàn viên, công đoàn khi ốm đau, hoàn nạn, hiếu hỷ. Vận động đoàn viên công đoàn tham gia các phong trào do công đoàn cấp trên phát động. Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn cơ quan ủy bắt dân huyện đã kết nạp được 39 đoàn viên giới thiệu cho chi bộ đảng 14 đoàn viên ưu tú đi học cảm tình đảng. Đến nay các đồng chí đã chính thức đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong 5 năm qua, Cán bộ đoàn viên trong cơ quan đã có 62 đề tài sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả cao trong công việc. Có 5 sáng kiến được hội đồng khoa học sáng kiến cấp tỉnh công nhận. 100% cán bộ công chức, nhân viên, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến. 62 lượt đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. 5 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Nhiều năm liền được xếp loại công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Thị Luyện, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Bí thư Đảng ủy cơ quan ủy Ban dân huyện, đồng chí Hoàng Văn Huy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Công đoàn cơ quan ủy Ban dân huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022 các đồng chí đề nghị ban chấp hành công đoàn cơ quan ủy ban dân huyện nhiệm kỳ tới cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục xây dựng đội ngũ công chức viên chức lao động vững mạnh tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh xây dựng cơ quan đơn vị kiểu mẫu phát huy vai trò đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn phối hợp cùng với chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung hình thức tổ chức phong trào thi đua, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện. Với tinh thần đổi mới dân chủ đoàn kết phát triển, Đại hội Công đoàn Cơ quan Ủy ban dân huyện Triệu Sơn đã biểu quyết bầu 9 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm vào ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng đã bầu 4 đại biểu chính thức, một đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn huyện Triệu Sơn lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028.